Trung Quốc tiếp tục can thiệp và thao túng vào nội bộ các nước láng giềng khi mới đây Nepal đón tiếp phái đoàn Trung Quốc giữa khủng hoảng chính trị. Trong khi đó, với 4 năm cầm quyền nhiều thành công về kinh tế, tên của Tổng thống Donald Trump có thể được đặt cho một sân bay ở Mỹ. Tại châu Á-Thái Bình Dương, Úc triển khai phi đội máy bay tàng hình F-35A đầu tiên. Các thông tin đáng chú ý khác, Triều Tiên sắp họp đảng cầm quyền, bàn về Covid-19 và khủng hoảng kinh tế. Chính phủ Afghanistan và Taliban sẽ tiếp tục vòng đàm phán hòa bình mới vào đầu năm sau. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng trên kênh FBNC. Thưa quý vị, một phái đoàn cấp cao của Trung Quốc đã thực hiện chuyến thăm vội vàng tới Nepal sau khi nước này gặp khủng hoảng chính trị. Ông Guo Jiazhu, Phó trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng của Trung Quốc, đã có cuộc gặp với Tổng thống Nepal Devi Bandari và Thủ tướng Sharma Oli có thể để đưa ra một số chỉ đạo. Phái đoàn cấp cao Trung Quốc đã tới thủ đô Kathmandu giữa lúc tình hình căng thẳng chính trị đang dâng cao khi Thủ tướng Sharma Oli vừa ra lệnh giải tán Hạ viện, mở đường cho những cuộc bầu cử mới. Đây là căng thẳng mới nhất của nội đảng cầm quyền ở Nepal, tổ chức nhận được sự hỗ trợ lớn từ Trung Quốc trong quá trình thành lập vào tháng 5 năm 2018, từ sự kết hợp lại của hai đảng đối lập. Được biết, sau khi thành lập, đảng cầm quyền ở Nepal và Trung Quốc thường xuyên có các hoạt động gắn kết, như Nepal gửi nhiều chuyên gia tới Trung Quốc để học tập và đào tạo. Căng thẳng mới nhất với việc Thủ tướng giải tán Hạ viện nhiều khả năng sẽ dẫn đến việc phân chia lại đảng cầm quyền ở Nepal thành hai, như trước khi được hợp nhất tháng 5 năm 2018. Thưa quý vị, mới đây, ông Greg Allen, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-Trung Quốc, trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, kế hoạch phát triển của nước này trong 15 năm tới rất ấn tượng, vì các quyết định của Bắc Kinh sẽ tác động rất lớn đến tăng trưởng kinh tế thế giới. Theo đó, ông Greg Allen ca ngợi các kế hoạch tập trung vào phát triển xanh và thúc đẩy thị trường nội địa của Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng việc tập trung vào môi trường và thay đổi khí hậu là rất tốt. Tôi cho rằng đó là một bước tiến quan trọng để Trung Quốc giảm lượng khí thải carbon. Theo kế hoạch 5 năm lần thứ 14, tiêu dùng nội địa sẽ thay thế đầu tư và xuất khẩu ròng trở thành động lực tăng trưởng. Cả hai quyết định đó đều rất quan trọng và sẽ giúp ích cho nền kinh tế toàn cầu. Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-Trung Quốc có hơn 200 công ty thành viên, và theo ông Allen, những công ty này đều đang cảm thấy lạc quan về khoản đầu tư trong tương lai vào Trung Quốc. Đề xuất của Ủy ban Trung ương Đảng Trung Quốc CPC về việc xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ 14, 2021-2025 để phát triển kinh tế và xã hội quốc gia và các mục tiêu dài hạn đến năm 2035 đã được thông qua tại phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. Mới đây, kênh CBS của Mỹ đã dẫn lời nghị sĩ đảng Cộng hòa Christian Zegler có khả năng sân bay quốc tế Palm Beach tại Florida sẽ được đổi theo tên của vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump. Trước đó, tờ The Daily Beast đưa tin ông Trump đã tham vấn các trợ lý về việc đặt tên một sân bay theo tên của mình. Tuy nhiên, một người phát ngôn của sân bay quốc tế Palm Beach khẳng định rằng chưa có trao đổi nào liên quan đến việc thay tên. Nghị sĩ Ziegler đồng thời cho biết về kế hoạch mở một thư viện tổng thống tại Nam Florida dành cho ông Trump. Nghị sĩ Ziegler bổ sung, đã bao lần không lực một bay đến đó, chúng ta nên đặt thư viện tổng thống tại Florida, đó sẽ là địa điểm phát triển kinh tế tuyệt vời. Ủy ban hạt Palm Beach sẽ bỏ phiếu thông qua việc đổi tên sân bay quốc tế Palm Beach. Điều đáng quan tâm là đảng Dân Chủ chiếm đa số trong Ủy ban hạt Palm Beach. Trước khi trở thành tổng thống, ông Trump từng đấu tranh với hạt Palm Beach trong nhiều năm về vấn đề giao thông hàng không và cho rằng các phi cơ được phép bay qua Mar-a-Lago một cách có chủ đích. Năm 2015, ông Trump kiện hạt Palm Beach $100 triệu, cáo buộc các quan chức tấn công Mar-a-Lago từ trên không. Tại Mỹ, có các sân bay đặt theo tên tổng thống bao gồm Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Jimmy Carter, George H.W. Bush, Bill Clinton và George Washington. Sân bay quốc tế Ronald Reagan, Washington mang cả tên của tổng thống thứ 40 và tổng thống đầu tiên của Mỹ. Quý vị thân mến, CNN mới đây nhận định rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục là ứng viên sáng giá cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Nhận định này được đưa ra sau khi dẫn lại kết quả thăm dò hôm 21 tháng 12 của công ty phân tích Gallup, với 87% cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa đánh giá cao phong cách làm việc của ông Trump. Theo CNN, thất bại của Tổng thống Trump trong đợt bầu cử năm 2020 lẽ ra sẽ tạo ra một đợt khủng hoảng quyền lực trong đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, nếu nhìn theo dữ liệu, ông Trump vẫn đang giữ vị trí đặc biệt và duy trì tầm ảnh hưởng đối với đảng Cộng hòa.
Vì thế, CNN nhận định rằng ông vẫn đang được xem là ứng viên sáng giá cho cuộc bầu cử năm 2024 của đảng này. Trong cuộc bầu cử năm 2020, Tổng thống Trump cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ các cử tri Cộng hòa trong lịch sử thăm dò ngoài phòng phiếu, với tỷ lệ lên đến 94%. Các cuộc thăm dò sau cuộc bầu cử cũng đưa ra kết luận gần như không khác biệt. Trong đảng Cộng hòa, cả hai cuộc khảo sát của Gallup trong đợt bầu cử đều ghi nhận tỷ lệ ủng hộ là 87% và 90% dành cho ông Trump. Đây là sự ủng hộ lớn nhất dành cho bất kỳ tổng thống nào không thể chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai trong lịch sử khảo sát. Chuyển sang một thông tin khác ở châu Á-Thái Bình Dương. Mới đây, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Úc, phi đội F-35A Lightning II đầu tiên của họ hiện đã có thể bắt đầu được triển khai và đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Thông cáo trích dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Honlinda Reynolds nhận xét, thế hệ máy bay chiến đấu thứ 5 F-35A cùng với FA-18F Super Hornet và EA-18G Growler là chủ lực trong năng lực không chiến của Úc và đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu đề ra trong bản cập nhật chiến lược quốc phòng năm 2020. Bộ trưởng Linda Reynolds cũng tiết lộ, lực lượng quốc phòng Úc hiện có một phi đội F-35A sẵn sàng thực hiện vai trò tấn công hoặc không chiến với công nghệ tân tiến và một phi đội khác phục vụ các khóa huấn luyện tại nước này. Úc sẽ tiếp tục thúc đẩy Mỹ và các đối tác để được nhận chuyển giao thêm các máy bay F-35 đến năm 2023. Theo Bộ Nội vụ Đài Loan, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm sau, tem xuất nhập cảnh trong hộ chiếu của họ sẽ hiển thị đường viên của hòn đảo thay vì hoa mận như trước đây. Điều này có ý nghĩa rằng Đài Loan là một quốc gia độc lập mạnh mẽ. Cũng theo Bộ Nội vụ Đài Loan, bộ tem mới sẽ khó bị làm giả hơn và hình ảnh ngoài bìa hộ chiếu cũng được in chữ Taiwan thật nổi bật. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm tem visa được sửa đổi cũng nhằm mục đích đẩy mạnh cuộc chiến chống buôn lậu và hàng giả. Bà Trương Triển, một nhà báo công dân Trung Quốc, đưa tin về sự bùng phát virus corona ở Vũ Hán, đã bị bỏ tù 4 năm. Bà Trương bị kết tội tạo ra những tranh cãi và gây bất ổn. Cáo buộc thường xuyên được dùng chống lại các nhà hoạt động vì quyền công dân. Bà Trương Triển là một cựu luật sư 37 tuổi đã bị bắt giam hồi tháng 5 và đã tuyệt thực trong vài tháng. Các luật sư của bà nói rằng bà đang trong tình trạng sức khỏe kém. Bà Giang là một trong số những nhà báo công dân gặp rắc rối vì đưa tin về Vũ Hán. Là một cựu luật sư, bà Giang đã tới thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc thuộc miền Trung Trung Quốc hồi đầu tháng 2 để đưa tin về tình hình đại dịch COVID-19 cũng như những nỗ lực ngăn chặn dịch tại đây. Đây cũng là thời điểm nhà chức trách Trung Quốc bắt đầu kiểm soát thông tin trên các phương tiện truyền thông nhà nước và tư nhân tại nước này. Trong hơn 3 tháng, bà Giang đã ghi lại những khoảnh khắc về cuộc sống trong thời gian phong tỏa tại Vũ Hán, cũng như thực tế khắc nghiệt mà người dân ở đây phải đối mặt, từ tình trạng các bệnh viện quá tải cho đến những cửa hàng vắng tanh. Bà Giang là nhà báo công dân đầu tiên bị kết án vì vai trò của bà trong việc đưa tin về COVID-19. Theo cáo trạng, bà Giang đã hai lần bị tạm giam trong 10 ngày năm 2019 vì gây gổ và gây rối, song tài liệu không cho biết nguyên nhân dẫn tới việc bà bị bắt giữ. Chuyển sang một thông tin về tình hình Hồng Kông sau khi bị Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia. Thưa quý vị, sau khi bắt giữ 9 người thuộc một nhóm buôn lậu bị tình nghi giúp 12 người bị truy nã trốn sang Đài Loan, mới đây 10 trong số 12 người bị truy nã đó đã ra hầu tòa ở Trung Quốc với tội danh vượt biên trái phép. Chính quyền Trung Quốc đại lục đã bắt giữ 11 người đàn ông và một phụ nữ vào ngày 23 tháng 8 và nhóm này đã bị giam giữ trong một nhà tù ở Trung Quốc kể từ đó đến nay. Người trẻ nhất là 16 tuổi. Các quan chức Trung Quốc cho biết hai trong số 12 người sẽ có một phiên điều trần riêng vì họ là trẻ vị thành niên. Các nhà ngoại giao từ các quốc gia bao gồm Mỹ, Anh, Canada và Úc đã bị từ chối tham gia phiên điều trần đặc biệt này. Trong khi đó, những người biểu tình đã tập trung bên ngoài văn phòng liên lạc của Trung Quốc ở Hồng Kông để kêu gọi thả 12 người này. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã hối thúc các nhà chức trách trả tự do ngay lập tức cho 12 người này, nhưng không được Trung Quốc chấp thuận. Mặc dù Triều Tiên chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào, nhưng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt đang bóp nghẹt kinh tế và các hoạt động xã hội. Tần số xuất hiện trên truyền hình của Chủ tịch Kim Jong-un cũng thấp kỷ lục. Có thể nói chưa bao giờ ông Kim đối mặt với thách thức lớn như vậy trong gần 9 năm cầm quyền. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp của đảng lao động cầm quyền vào đầu tháng tới để đánh giá các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19 cũng như những tác động của việc phong tỏa lên các hoạt động kinh tế xã hội. Hiện tại, Triều Tiên vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào. Theo các chuyên gia y tế, với hệ thống cơ sở vật chất và các trang thiết bị nghèo nàn, nếu COVID-19 bùng nổ, có thể Triều Tiên sẽ không chịu đựng nổi. Đó là lý do vì sao họ phải siết chặt, kể cả áp dụng các biện pháp cực đoan để phòng dịch.
Việc đóng cửa biên giới với Trung Quốc đã khiến thương mại hai chiều tụt giảm hơn 75% từ đầu năm. Các nguyên vật liệu cơ bản phục vụ cho việc sản xuất bị thiếu hụt nghiêm trọng. Các loại thực phẩm như đường hoặc gia vị cũng tăng giá ít nhất 4 lần. Có thể nói đây thực sự là những thách thức lớn đối với Triều Tiên trong giai đoạn khó khăn này. Thưa quý vị, sau nhiều tháng tranh luận về các điều luật và quy trình đối thoại, vòng đàm phán tiếp theo giữa Taliban và chính phủ Afghanistan vẫn sẽ được tổ chức tại thủ đô Doha của Qatar vào đầu năm sau. Bất chấp nhiều vụ đánh bom do Taliban thực hiện gần đây, đe dọa nghiêm trọng khả năng tiếp tục đàm phán. Theo ông Faradun Wazun, phát ngôn viên của Hội đồng cấp cao về hòa giải dân tộc Afghanistan, cơ quan đang dẫn đầu tiến trình hòa bình chung ở nước này cho biết, vòng đàm phán thứ hai sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 1 tại Doha, Qatar. Ủy ban lãnh đạo của Hội đồng đã quyết định tổ chức các cuộc đàm phán ở Doha. Ông Swift và nói thêm rằng, nhiều quốc gia trước đó đã tình nguyện tổ chức cuộc đàm phán, đã rút lại đề nghị của họ vì đại dịch COVID-19. Đầu tháng 12, các nhà đàm phán của cả hai bên đã quyết định tạm ngừng các cuộc đàm phán sau nhiều tháng tổ chức các cuộc họp thường xuyên nhưng bị xa lầy bởi các tranh chấp về khuôn khổ thảo luận cơ bản và các vấn đề về tôn giáo. Xin được chuyển sang một thông tin về môi trường. Thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều biết rằng biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào đến với đại dương. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của nó không chỉ có thế. Sâu trong đất liền, mọi việc cũng đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Nhiệt độ trái đất nóng lên khiến các dòng sông băng tan chảy, đẩy nước ngọt ra ngoài đại dương. Cộng thêm hạn hán, những chiếc hồ và hồ nước mặn trong lục địa đang mất dần lượng nước quý giá của mình. Như biển Caspian là một ví dụ. Dù tên là biển, nhưng Caspian thực chất là một hồ và là một hồ lớn nhất thế giới. Và theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên Communications Earth and Environment, môi trường nước tại hồ đang xấu đi nghiêm trọng. Các chuyên gia cho biết nếu như tình trạng phát thải vẫn tiếp tục gia tăng, lượng nước mặn trong biển Caspian sẽ giảm khoảng 9-18 mét vào cuối thế kỷ 21. Đây là mức giảm khổng lồ có thể khiến gần như toàn bộ bờ phía Bắc và một phần phía Đông Nam của Caspian biến mất. Khu vực phía Đông cũng có thể khô cạn toàn bộ. Trong bối cảnh tệ nhất, mực nước giảm tới 18 mét, các mô hình nghiên cứu cho thấy ít nhất 34% bề mặt của hồ sẽ thu lại, tạo ra một cơn khủng hoảng sinh thái toàn diện. Tuy nhiên, ý thức của công chúng hoàn toàn không để tâm đến việc này, kể cả trong cộng đồng khoa học. Tuy nhiên, Ủy ban Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC đã không để ý gì đến việc những chiếc hồ trong lục địa bị khô cạn do tác động của biến đổi khí hậu. Liên Hiệp Quốc cũng không đưa ra vấn đề này vào trong những mục tiêu phòng chống của mình. Quý vị thân mến, tại Bosnia mới đây, hàng trăm người di cư đã mắc kẹt trong những căn lều tồi tàn khi ngoài trời tuyết rơi dày và nhiệt độ mùa đông xuống thấp dưới không, nhưng không có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Hàng trăm người di cư trú đông trong trại Lipa, khu trại tồi tàn gần thị trấn Bajak, tây bắc Bosnia, mới bị thiêu hủy gần như toàn bộ các lều trại sau trận hỏa hoạn đầu tuần này. Những người di cư ở trại Lipa phải quấn chăn quanh mình và chui vào túi ngủ để tránh những cơn gió mùa đông giá buốt ở khu vực giáp với Croatia, một nước thành viên của Liên minh châu Âu EU. Sau vụ hỏa hoạn đầu tuần này, nhà chức trách Bosnia vẫn không tìm được chỗ ở mới cho những người di cư tại Lipa. Do đó, khoảng 1.000 người bị mắc kẹt trong giá lạnh mùa đông. Không có phòng ốc kín gió hoặc máy sưởi, họ ăn những gói thực phẩm ít ỏi do các nhóm cứu trợ cung cấp. Trưởng phái bộ tổ chức di cư quốc tế IOM tại Bosnia, ông Peter van der Overeet viết trên Twitter: "Tuyết đã rơi, nhiệt độ xuống dưới 0 độ, không sưởi ấm, không có gì cả. Đây không phải là cách mọi người nên sống, còn chúng ta cần có bản lĩnh chính trị để hành động ngay bây giờ." Bosnia đã trở thành một trại tị nạn bất đắc dĩ đối với hàng ngàn người di cư hy vọng đến được Tây Âu. Hầu hết họ đều mắc kẹt ở khu vực Krajina, tây bắc Bosnia, vì các khu vực khác trong quốc gia bị chia rẽ sắc tộc sâu sắc đã từ chối tiếp nhận người di cư. EU từng cảnh báo Bosnia rằng hàng ngàn người di cư sẽ phải đối mặt với một mùa đông lạnh giá mà không có nơi trú ẩn và thúc giục các chính trị gia nước này đoàn kết để chung tay hành động. Nhiều người dân ở vùng Siberia của Nga mới đây bất chấp giá lạnh cóng người đã cùng nhau đi tắm ở dưới những sông băng mà nhiệt độ thấp tới âm 20 độ C. Họ thuộc câu lạc bộ bơi lội Donets Santa, mỗi tuần đều tổ chức đi bơi ở dòng sông Itis thuộc thành phố Oms một lần trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau, giai đoạn nhiệt độ các dòng sông thấp nhất. Nhiều người tin rằng bơi ở môi trường thế này sẽ giúp tăng hệ miễn dịch để chống chọi với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Câu lạc bộ bơi lội Santa được thành lập từ năm 1966. Chủ tịch hiện tại là ông Evani Zednov, 82 tuổi.
Nhắc đến thành phố Bắc Kinh, nơi đây không chỉ có những công trình, tẩm cung lâu đời, còn là thành phố của nhiều kiến trúc hiện đại, ghi dấu ấn đặc biệt đối với du khách du lịch. Nếu sân vận động Tổ Chim được biết đến qua Thế vận hội Olympic 2008, thì nhà hát lớn quốc gia ở quận Sicheng lại trở thành công trình phức hợp mang kiến trúc độc lạ. Vừa qua, công trình này đã được thắp sáng những ngọn đèn lung linh để kỷ niệm 13 năm thành lập. Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Paul André, tòa nhà hình vòng cong này có tổng diện tích bề mặt lên tới 149.500 m², nổi lên như một viên ngọc trai khổng lồ nằm trên trung tâm mặt hồ. Hình eclipse siêu cong có lớp vỏ làm từ titan, độ dài tối đa là 213 m, đoạn chiều dài ngắn nhất là 144 m, chiều cao 46 m, được chia thành hai bởi tấm kính rộng 100 m ở phần đáy. Trong ngày, ánh sáng đi qua máy kính vào trong tòa nhà, vào ban đêm từ bên ngoài có thể nhìn thấy những chuyển động bên trong. Tòa nhà có 3 phòng biểu diễn, 1 nhà hát 2.416 chỗ ngồi, 1 phòng hòa nhạc 2.017 chỗ ngồi, cũng như một không gian triển lãm nghệ thuật và phòng trưng bày mở cho du khách. Tòa nhà được nối với lối vào bằng đường ống dẫn trong suốt dài 60 m. Lối này vào từ bên ngoài như tách biệt hoàn toàn với khối kiến trúc mái vòm. Bước vào trong ống dẫn, du khách như đi vào một thế giới khác, mang cảm hứng của nghệ thuật, opera, viễn tưởng và ước mơ. Thưa quý vị, tại Trung Quốc, cửa sổ của một ngôi nhà nọ đang trở nên nổi tiếng vì treo hàng nghìn cân xúc xích và thịt xông khói. Với chiều dài lên đến 10 m, thu hút nhiều người dân và khách du lịch đến chụp hình. Ngôi nhà có chiếc cửa sổ đặc biệt đây nằm trên con đường phía Tây Jinli, quận Qingyang, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Cũng tại Trung Quốc, mới đây, Công an thành phố Thượng Hải cho biết, ông Lin Quy, người sáng lập kiêm chủ tịch công ty phát triển trò chơi Yuzu, đã qua đời ở tuổi 39 vì bị đầu độc. Nghi phạm chính trong vụ này có thể là một trong số những đồng sự của nạn nhân. Trong thông báo ngày 23 tháng 12, công ty Yuzu Games cho biết ông Lin Quy cảm thấy không khỏe và phải nhập viện chữa trị. Sau đó 2 ngày ông đã mãi mãi ra đi. Ông Lin Quy là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Yuzu, vốn nổi tiếng với trò chơi chiến lược Game of Thrones, Winter is Coming. Yuzu còn là công ty đồng phát hành trò chơi Supercell. Trước khi qua đời, ông Lin Quy và bộ phận sản xuất phim của Yuzu đang tham gia vào quá trình chuyển thể câu chuyện khoa học viễn tưởng Three Body Problem thành phim cho hãng Netflix. Đồng nghiệp cuối tuần trước đã tập trung bên ngoài văn phòng của Yuzu để bày tỏ sự thương tiếc đối với ông Lin. Một chiến dịch đang được tiến hành nhằm trả tự do cho chú khỉ King Kong đang bị giam giữ trong cuội trước một trung tâm mua sắm ở thủ đô Bangkok. Chú khỉ có tên Bu Noi, bị giam từ những năm 1990 và hơn 10 năm qua chưa được gặp mặt bất kỳ bà con thân thuộc hay đồng loại. Điều này đã gây ra sự thương cảm lớn với người dân và các nhà hoạt động bảo vệ động vật. Theo Culture, người cầm đầu chiến dịch trên cũng là người đã góp phần giải cứu chú voi cô đơn nhất thế giới ở Pakistan mới đây, thì họ cũng đang đấu tranh nhằm yêu cầu chính quyền thả tự do cho khoảng 300 cá thể động vật khác đang bị nuôi trong cuội, mong muốn chúng được trở về môi trường tự nhiên hoặc các khu bảo tồn tự nhiên. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.